bỏ ve online có mở hay không, mà cái quan trọng đây nó không phải là ve nó mua mà muốn mở là mở được. Vấn đề roleplay không có quyền, nói thẳng luôn. Bọn thầy, bọn SG, bọn đấy mới là bọn có quyền. Bọn MyGate mới là bọn có quyền, Duy Thịnh ạ. Ê, quên rồi. Chứ chính tôi cũng cũng giống Duy Thịnh đấy, cũng muốn sửa sưu tập với cái khẩu nguyên bản lắm chứ chung bộ à. Chưa đợi con giáp à. Đúng rồi. Tập cái gì đó. Đó, con chờ rồi. Con gì nhỉ? Cái EC, bài xếp EC7 này, MNC này, cái S50 này, nhiều lắm. Mong là hai ông kia không gặp khó. Chứ không thì cũng khó khăn lắm đấy. Nó bảo 108.000. RIP. Đây. Ông kia đi mũ luôn này. He got it. Đi vào thang và HP. Là một mắt à? Chính là một mắt của mày, nó là cái cục mù này. Ring 31% sát thực. Vai trưởng quái thường 3% lai đồ. À, thằng đã gót mắt rồi. Với thằng đã gót 2. Cái này 3 người mắc, 3 người có à? Ờ, tích. Ai nhìn con này nhớ mùa 1 ghê á. Ui. Em mà G7 lấy luôn. Sát thương quay thương luôn mà. 7, 3, 5, 2, 4. Con nói mấy con mà R16, R15 tôi còn có trong kho thì gì nhỉ? Kho đó tôi có đấy. R15 có, R16 có luôn. Ừ. Càng còn có bạn đi đối với mình. À, được. Không biết mà các bạn có bao nhiêu phản à? Có mùi khó rồi. Rồi nó chưa kịp nói xong. Cái như nó cũng kịp phản, không biết đâu. Không biết ăn không được. Của Wiki lên không ít số phiên bản mà lạ hoắc. Ừ. Nhiều mà. Chậm mất một tuần rồi. Ơ kìa, sao nó chết đi mẹ. Rip. Chết được cái sự test 26 này mẹ hơi sỉ nhục nhá. Từ lên lấy một con có giáp rồi. Về đâu? Ui, S rồi. Power up. Yeah, mắc và sát thương chí mạng. Rain và sát thương chí mạng. Ok. Tạm được. Nhưng mà điều mẹ nó lại dòng xanh lá. Nó phải đỏ. Hơi phế. Trời ơi, sát thương quá thường. Không phải nhạc mà đâu trời. Nó đang sát vun mắt hả? 10% để mạng tặng mạng. Rain tăng 33% rain, man xa được rồi. Lỡ thì mạo hiểm. Tao giam. Nhưng mà ông cần cái thằng Thunderbolt. Cái này cũng không giết được đâu. Kể cả ông đứng xa đứng gần thì cái Thunderbolt đấy cũng thành Thunderbolt. Come on, cái gì vậy? Dồn vào nha. Bỏ mẹ. Đây, dồn ơi, nhanh thông mà ba người có. Ôi xổ ôi. Còn con nữa rồi. Ở dưới là đây lên. Kiểu nhanh đấy. Rồi ăn có thầy lắm rồi. Rồi ăn có thầy lắm rồi. Nhanh đấy. Đi bóp được 36 thôi cũng được. Anh Lee Jong có kéo được team đấy lên 45 không? Thì em chỉ kéo lên 44 là hết cỡ rồi. Này.
Đợt vừa rồi tôi cũng hỏi ai mà phơ phờ lờ tiêu hở mở tiếp. Này, kho đồ súng của tôi này.